Nhật Linh xin trân trọng kính chào quý vị khán thính giả của chương trình Trust Media Network, chuyên mục Tiếng Dân Quận Cam. Thưa quý vị, lâu lắm rồi chúng ta mới trở lại với nhau trong cái chuyên mục Tiếng Dân Quận Cam. Và có thể nói rằng những cái ngày hè vừa qua, khi mà mọi nhà đều đưa các con để hưởng trọn vẹn một cái mùa hè thật là thú vị, sau một năm mà các con của chúng ta phải miệt mài học hành, thì bên cạnh đó thành phố Westminster, mà cụ thể là những cái việc ở trong cái hội đồng thành phố là luôn luôn nóng bỏng, nóng hơn cả cái mùa hè này nữa, thưa quý vị. Và hôm nay đây, Nhật Linh phải trở lại trong chương trình Tiếng Dân Quận Cam, bởi vì đang có một cái sự việc mà mấy tháng qua mà trong hội đồng thành phố vẫn chưa có giải quyết dứt điểm được, mà tiêu tốn không biết bao nhiêu là thời gian, sức lực của những vị dân cử và nhân viên của hội đồng thành phố, và không biết là đã tiêu tốn bao nhiêu tiền thuế của cư dân Westminster vào cái việc vô bổ như thế này, mà cho đến bây giờ họ còn hẹn lại 2 tuần nữa sẽ có một cái buổi họp để mà giải quyết cái vụ việc này nữa, và không biết là kết thúc nó sẽ như thế nào. Nhật Linh xin vô thẳng ngay vấn đề, đó là cái câu chuyện mà nghị viên Kimberly Hồ và Tài Đỗ cùng với Carlos Menjo đã thành lập một cái hội đồng xây dựng tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị, sau khi mà họ đã đánh sập cái tượng đài mà họ đã 5 người trong hội đồng thành phố đưa tay lên duyệt cho nhóm của ông luật sư Trần Thái Văn và luật sư Nguyễn Quốc Lân thực hiện cái tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị và xây dựng trong Freedom Park. Nhưng mà họ đã, với cái sự chủ trương của bà nghị Kimberly Hồ, họ sẽ lật ngược lại và đánh sập tượng đài 1. Và Kimberly Hồ đã hiện nguyên hình là một người cướp idea của nhóm luật sư Trần Thái Văn, luật sư Nguyễn Quốc Lân, và họ thành lập, họ sử dụng cái nhóm cựu chiến binh Tôn Hùng. Sở dĩ Nhật Linh phải giải thích lại vì sao chúng tôi gọi đó là những người cựu chiến binh Tôn Hùng, vì cái nhóm người này họ đã theo đuôi của Trọc Phú Hoàng Kiều qua những cái bữa ăn Tôn Hùng, và họ cúi đầu nghe Hoàng Kiều nói xấu quân lực Việt Nam Cộng Hòa, bôi bác quân đội Việt Nam Cộng Hòa, và họ, Hoàng Kiều đã dẫn dắt họ. Nhưng mà cái đám sĩ quan này, vì họ đã ăn nuốt Tôn Hùng vào, cho nên họ phải ngậm miệng. Cho nên cư dân người Mỹ gốc Việt ở Lido Sài Gòn này đã gọi cái nhóm sĩ quan này là nhóm sĩ quan Tôn Hùng, thưa quý vị. Và dưới cái sự điều khiển của nghị viên Kimberly Hồ, cướp idea xây dựng tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị của nhóm luật sư Trần Thái Văn, Nguyễn Quốc Lân, và họ đã xây dựng một cái tượng đài theo ý của họ mà làm khổ cư dân Westminster, làm khổ các dân cử của hội đồng thành phố và làm khổ nhân viên thành phố biết bao tháng qua, cho đến bây giờ mà vẫn chưa dứt điểm cái việc xây dựng tượng đài này nó sẽ như thế nào. Cho nên hôm nay họ, cái hội đồng thành phố thứ tư vừa rồi họp, hôm nay là thứ bảy, tức là mới trải qua thứ năm, thứ sáu, thứ bảy, 3 ngày thôi. Họ hẹn là 2 tuần sau sẽ họp lại, đó là ý kiến của bà nghị Kimberly Hồ. Cho nên hôm nay Nhật Linh muốn nói lên tiếng lòng mình, và hôm nay Nhật Linh lên sóng sau khi Nhật Linh đã trao đổi với khá nhiều cử tri ở trong Lido Sài Gòn này, và Nhật Linh nói lên tiếng nói của Nhật Linh cũng như một số người mà Nhật Linh đã gặp. Xin quý vị cư dân của thành phố Westminster hãy cùng nghe và cùng có ý kiến. Quý vị có thể comment ở dưới chương trình này ý kiến của quý vị về cái sự chia sẻ cái ý nghĩ của Nhật Linh đại diện cho một số cư dân như thế nào nhé. Thưa quý vị, trước tiên
Nhật Linh muốn nói đến về nguyên tắc hay là phương pháp hay là luật hay là quy định để mà xây dựng tượng đài như thế nào. Trên nguyên tắc, khi một nhóm người nào đó hay là một ai đó, một đơn vị nào đó muốn xây dựng một tượng đài thì cái từng bước đi của nó theo trình tự phải như thế này, thưa quý vị. Thứ nhất, anh phải chọn một cái địa điểm để xây dựng tượng đài, đặt ở một cái địa điểm nào. Trước tiên phải chọn địa điểm đặt tượng đài để làm gì? Để chúng ta mời kiến trúc sư và mời nhà điêu khắc, họ đến có một cái hội đồng để họ xem xét cái khoảng không gian, toàn cảnh, cái vị trí mà chúng ta có dự định đặt tượng đài. Đồng thời, kiến trúc sư họ sẽ thành lập một cái bộ phận để mà đo địa chất của cái mảnh đất đó, xem cái mảnh đất đó, cái độ chịu lực của nó là như thế nào, để có thể xây móng đào sâu bao nhiêu feet để nó chịu cái sức nặng của cái móng làm cái bệ tượng, sức nặng là bao nhiêu, cái địa chất của cái khu đất đó. Đó là điều đầu tiên, thưa quý vị. Phải có kiến trúc sư, phải có nhà điêu khắc. Nhà điêu khắc để làm gì? Vì nó là tượng, cho nên nó phải có một khoảng không gian đủ rộng, tương xứng với cái tầm nhìn từ cái mắt người đứng ngắm nhìn tượng. Và cái tượng đó nó phải cao bao nhiêu feet để phù hợp với cái khoảng chu vi, cái khoảng không gian D3 của cái diện tích đất mà chúng ta có ý định đặt tượng. Đó là điều đầu tiên, thưa quý vị. Điều thứ hai, sau khi mà cái bộ phận chắc địa, người ta đo địa chất của cái miếng đất đó rồi, người ta có một cái thông số kỹ thuật để cho kiến trúc sư biết rằng cái lực chịu của địa chất học của cái miếng đất đó là có thể xây móng sâu bao nhiêu feet, chịu sức nặng làm bệ tượng và cái tượng bao nhiêu cân nặng, thì kiến trúc sư mới làm việc với cái nhà điêu khắc để cho người ta phải có một cái cuộc họp bàn để cùng kiến trúc sư với nhà điêu khắc mới đưa ra một cái khung tượng, một cái cụm tượng đài đó, nó phải có cái diện tích chu vi, có chiều cao như thế nào để phù hợp với khoảng không gian đó, để nó có thể bảo đảm được về kỹ thuật lẫn mỹ thuật. Thưa quý vị, đó là điểm thứ hai. Từ hai cái điểm cơ bản này thì cái điểm thứ ba mới bắt tay vào để mà xây dựng tượng. Tất nhiên ở cái điểm thứ hai thì kiến trúc sư và nhà điêu khắc sẽ chọn lựa chắc lọc tùy theo cái môi trường, không khí ở đó, độ ẩm và cái độ oxit hóa, và người ta sẽ chọn cái chất liệu gì để xây tượng. Thì mới đến bước thứ ba. Từ cái bước thứ hai người ta mới tính toán ra nó có một cái con số tiền tương đối là chính xác, để cho cái đơn vị mà muốn làm tượng dựa trên cái số tiền đó thì người ta nhắm cái khả năng tài chính là người ta có thể dao động từ bao nhiêu đến bao nhiêu, và người ta mới đặt điều kiện với cái nhà điêu khắc và kiến trúc sư cần xây dựng tượng như thế nào để phù hợp với cái túi tiền của cái người chủ đầu tư cái khu tượng đài. Thì từ ba cái điểm đó thì bắt đầu nhà điêu khắc phối hợp với kiến trúc sư mới lên cái bản kỹ thuật, bản vẽ kỹ thuật.
và sau khi duyệt bản vẽ kỹ thuật, chọn chất liệu thì mới tiến hành đúc tượng. Và đúc tượng xong thì mới tiến hành là xây bệ và đặt tượng. Thưa quý vị, đó là 5 cái bước mà cơ bản nhất theo sự hiểu biết của Nhật Linh và khá nhiều người mà Nhật Linh đã gặp. Thế nhưng, thưa quý vị, Kimberly Hồ là cái người chủ trò, trưởng bày đàn. Bà ta vì cái sự tư thù cá nhân đã giật sập cái bia tưởng niệm cổ thành quản trị của nhóm ông luật sư Trần Thái Văn và luật sư Nguyễn Quốc Lân. Một lát nữa tôi sẽ nói đến vì sao mà tôi gọi là bia tượng. Thưa quý vị, còn cái nhóm bên đây họ xây dựng tượng đài khác với bia tượng nha quý vị. Thì Kimberly Hồ đã cướp cái idea của nhóm ông Trần Thái Văn và ông Nguyễn Quốc Lân, giật sập cái tượng đài của nhóm các luật sư để mà họ cướp cái idea họ xây dựng cái tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Nhưng mà vì họ là người không hiểu biết về cái việc xây dựng tượng đài mà họ dám đứng ra họ làm một cách vội vàng, nóng vội. Ở đây tôi có thể nói, bởi vì động cơ xây dựng tượng đài không có vì tưởng niệm các quân binh chủng, quân dân cán chính đã chiến đấu kiên cường để tái chiếm cổ thành Quảng Trị, mà đây là một cách trả thù cá nhân, nóng vội thực hiện để lấy điểm với cộng đồng. Tôi có thể nói như vậy bởi vì nhìn cái cách làm của Kimberly Hồ và nhóm sĩ quan Tôm Hùm trong cái việc xây dựng tượng đài thì chúng ta có thể nói cái điều này, thưa quý vị. Bởi vì sao? Như 5 bước mà tôi đưa ra, quý vị thấy có hợp lý không? Về nguyên tắc xây dựng tượng đài, ai cũng phải hiểu rằng ngay cả một sinh viên kiến trúc, một sinh viên điêu khắc ở trong trường, người ta cũng nhận thức được cái việc đầu tiên của xây dựng tượng đài là chọn địa điểm. Phải có một cái địa điểm để đặt tượng đài, rồi lúc đó mới nói, giống như chúng ta phải có một cái nhà, sau đó mới tính toán là mua cái tủ sách, mua cái tủ lạnh, làm cái bếp ăn, đặt cái giường ngủ. Chứ không có ai mà đi sắm tủ lạnh, giường ngủ, đồ bếp ăn, rồi mua máy hít, đồ máy lạnh, rồi xong mới xây nhà. Thưa quý vị, thì Kimberly Hồ vỗ ngực xưng tên là tiến sĩ từ năm 27 tuổi, là có người có đầy đủ kinh nghiệm này, kinh nghiệm nọ để có thể đứng lên làm thị trưởng thành phố Westminster và đưa thành phố trở lại vững mạnh khi mà thành phố đứng bên bờ vực. Nhưng chính Kimberly Hồ từ ngày vào nghị viên thành phố 6 năm qua không có làm được gì. Đến 2 năm gần đây bà ta ra sức làm là quậy nát cái Westminster và làm đâu thì sai đó. Tôi sẽ có một bài nói chuyện riêng về những cái sai, những cái sai trầm trọng mà tôi có thể nói đó là một sự ngu dốt của một người đi làm chính trị mà non kém và sống xích về ý thức chính trị, về sự trải nghiệm, về sự trầm tĩnh, về đối nhân xử thế. Kimberly Hồ còn sống xích lắm, non nớt lắm, chỉ có cái học lực thôi. Mà tôi xin thưa với quý vị, cái học lực là khi chúng ta ngồi ở giảng đường đại học hay là ngồi mài đũng quần ở các cái lớp high school thì hơn nhau ở kết quả học tập. Còn từ cái tuổi 40 trở lên, cái sự thành công trên đường đời thì không phải là tiến sĩ hay kỹ sư, mà là gì? Là sự trải nghiệm cuộc sống, là những điều chúng ta đã trả học phí
trong đời sống này để có những bài học kinh nghiệm. Và cái hơn nhau ở chỗ áp dụng cái kinh nghiệm đó vào đời sống thực tiễn. Ví dụ như những vị dân cử, anh áp dụng cái điều gì, anh quan sát những điều gì về đời sống của cư dân, về tình hình chính trị, về tình hình tài chính, về tình hình an ninh, về tình hình văn hóa xã hội. Phải có cái tầm nhìn như vậy thì mới vận dụng được vào cái đơn vị, cái địa phương mà mình là người đại diện. Thưa quý vị, chứ không phải vỗ ngực xưng tên là tiến sĩ năm 27 tuổi là làm tất tần tật. Kimberly Hồ ở một cái góc nhìn rất là rị mọ. Phải nói rằng đó là một con ngựa non hấu đá. Kimberly Hồ chỉ biết nổ thôi, còn làm là từ cái sai này đến cái sai khác. Trong chương trình hôm nay tôi chỉ nói cái sai trong xây dựng tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị mà dẫn đến cái nỗi đau khổ của cư dân thành phố Westminster và tiêu tiền của chúng ta một cách vô tội vạ qua những cái cuộc họp và vận động để mà nhận tiền của các cái doanh nghiệp vì cái tình yêu quê hương, vì cái sự hoài niệm của Việt Nam Cộng Hòa mà người dân đã đóng góp vào rất là nhiều. Nhưng mà các ông các bà mà điển hình là Kimberly Hồ, Tài Đỗ và cái nhóm sĩ quan tôm hùm đã dùng cái số tiền này như là vứt ra ngoài biển khơi, xây cái tượng đài mà không hề làm đúng quy trình của nó, bây giờ làm khổ cư dân Westminster. Thưa quý vị, tôi quay trở lại, vì Kimberly Hồ háo thắng cho nên lãnh đạo cái đám sĩ quan tôm hùm này vội vàng tổ chức những cái buổi tiệc để mà huy động cái sự đóng góp của đồng bào Việt Nam ở nhiều tiểu bang. Mà khổ một nỗi, đồng bào Việt Nam mình cứ nghe nói đóng góp cái gì mà cho Việt Nam Cộng Hòa thì họ rất là sẵn lòng. Và các ông các bà đã tận dụng cái điểm này, có thể nói là một cái điểm tốt, một cái điểm sáng, nhưng đồng thời nó là con dao hai lưỡi. Đó là sự nhẹ dạ, sẵn sàng móc hầu bao của mình trao cho những cái người coi thường cái đồng tiền mồ hôi, nước mắt của đồng bào mình khổ cực ở trên đất Mỹ. Thưa quý vị, vì cái sự háo thắng của Kimberly Hồ muốn chứng minh với lại người Việt Nam là bà ta hơn hẳn nhóm những luật sư xây dựng cái bia tượng cổ thành tái chiếm Quảng Trị. Bà ta làm tượng đài nhưng mà bà ta không hiểu biết, thiếu kiến thức, chưa có chọn một cái điểm, địa điểm để đặt tượng. Thì Kimberly Hồ và cái đám sĩ quan tôm hùm đã vội vàng thuê người vẽ mẫu tượng và làm tượng cho thật cao, thật to, thật nặng. Bây giờ đã đúc tượng 5 ông lính Việt Nam Cộng Hòa rồi, chỉ còn lên một cái khung tượng nữa thì không có đất để mà đặt cái tượng đó, vì cái tượng nó quá cao, quá to, quá nặng. Thưa quý vị, quý vị có thấy cái sự ngu dốt của Kimberly Hồ, của Tài Đỗ và cái đám sĩ quan tôm hùm này không? Họ tiêu tiền của quý vị như vậy đó. Bây giờ 5 ông lính này đang ở trong kho và họ đang rối rắm, lòng của họ như lửa đốt, vì không có một cái park nào ở trong Westminster có thể chứa nổi một cái tượng cao to như vậy. Thì hội đồng rất may là ở cái Memorial Park, người ta sẵn lòng, và đó là cái vị trí duy nhất có thể ở Westminster để đặt cái tượng này. Thì cái đám này họ không muốn vô đó vì họ nói đó là cái nghĩa trang, trong khi cái tượng cổ thành Quảng Trị là cái tượng chiến thắng thì không có thể đưa vào trong cái cửa tử như vậy được, họ không chịu. Nhưng mà họ muốn đi đâu cũng không được. Và Kimberly Hồ là một con người vô pháp vô thiên từ lâu nay. Bà ta chỉ là một nghị viên quen
mà bà, sở dĩ tôi dùng từ chữ quen này á, tôi xin lỗi các vị dân cử, tôi không có xem thường quý vị, tôi rất là trân trọng từng vị dân cử vì chính lá phiếu của tôi bầu quý vị. Nhưng đối với Kim Ly Hồ tôi phải dùng từ quèn. Là vì sao? Vì Kim Ly Hồ rất là hãm danh, nhưng mà chỉ một cái vị trí nghị viên bà ta còn không làm cho tròn, mà bà ta chỉ muốn làm trưởng thôi, muốn làm thị trưởng, nhưng mà cái trình độ nghị viên cũng không hoàn thành được. Từ cái sai này đến cái sai lớn hơn, từ cái sự dốt đến cái sự ngu, tôi có thể nói là như vậy. Hôm nay tôi lên sóng với cái sự rất là phẫn uất đối với Kim Ly Hồ và cái đám sĩ quan Tôn Hùm. Thưa quý vị, tôi phẫn uất giùm rất nhiều người, bởi vì chính họ, Kim Ly Hồ, đã trở thành tội đồ của người Mỹ gốc Việt ở Lý Đô Sài Gòn này. Tôi nói tội đồ là vì sao thưa quý vị? Bởi vì sao? Chính Kim Ly Hồ đã kêu gọi, Kim Ly Hồ đã từng nói rằng chỉ cần một lá phiếu là có thể đánh, thêm một lá phiếu là có thể đánh sập tượng đài. Nhận định như vậy cho nên Kim Ly Hồ đã đứng về phía Tài Đỗ và Carlos Menzo để đủ 3 lá phiếu đánh sập tượng đài tái chiếm cổ thành Quảng Trị của nhóm các luật sư. Và khi đánh xong thì Kim Ly Hồ háo thắng, nóng vội, muốn làm cho hả dạ, vội vàng lôi cái nhóm sĩ quan Tôm Hùm vào để mà thành lập cái ban xây dựng tượng đài, và gọi tổ chức những bữa tiệc, gọi tiền của đồng hương đóng góp, và vội vàng vẽ nhanh cái tượng đài, đặt tượng ngay để làm gì? Để hống hách trước người Việt quốc gia là bà ta tài giỏi hơn nhóm của luật sư, bà ta làm tượng đài chứ không phải làm bia tượng. Nhưng thưa quý vị, tôi quay trở lại cái tượng đài của nhóm các luật sư. Cái nó không có gọi là tượng đài, mà theo tôi gọi chính xác phải gọi là bia tưởng niệm. Bởi vì sao? Cái việc mà các luật sư làm bia tưởng niệm là đúng, bởi vì muốn đặt cái đó ở trong Freedom Park, thì trong Freedom Park nó đang có 2 cái bia tưởng niệm về cái việc tưởng niệm Hoàng Sa và tưởng niệm các vị tướng Tuẫn Tiết ngày 30 tháng 4 năm 75. Thì muốn đặt ở trong đó thì phải một cái bia tưởng niệm tái chiếm cổ thành Quảng Trị. Nó thành một cái cụm bia tưởng niệm của người Việt vây chung quanh cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Thưa quý vị, quá lý tưởng, quá đẹp. Đối với cá nhân tôi và đối với rất nhiều người tôi đã gặp, cái việc ý tưởng của nhóm luật sư Trần Thái Văn, Nguyễn Quốc Lân, ông Tạ Đức Trí và ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí đưa ra cái ý tưởng là làm cái cụm bia tưởng niệm tái chiếm cổ thành Quảng Trị thứ 3 đặt ở trong Freedom Park xung quanh cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ quá đẹp. Và cái ý tưởng đó đã được 5 thành viên trong hội đồng thành phố Westminster đưa tay lên yes cho xây dựng. Trong đó có Kim Ly Hồ, Tài Đỗ và Carlos Menzo. Vì sao mà họ đồng ý? Cho đến bây giờ tôi hiểu rằng nếu họ không đồng ý thì họ sẽ bị cộng đồng người Việt tẩy chay, cho nên họ đồng ý. Nhưng Kim Ly Hồ vẫn hậm hực, là vì Kim Ly Hồ không có tên trong cái nhóm idea đó, trong cái nhóm ban tổ chức xây dựng cái bia tưởng niệm đó. Kim Ly Hồ muốn mình, tôi đã nhiều lần nói với quý vị, Kim Ly Hồ là một người về tài năng thì non kém, nhưng mà lúc nào cũng háo thắng, lúc nào cũng muốn mình là người leader. Cho nên vì những cử tri quá sáng suốt, quá thông minh, cho nên Kim Ly Hồ đi từ thất bại này đến thất bại khác, càng ngày càng thất bại đau hơn. Thưa quý vị, và tôi tin trong cái cuộc bầu cử thị trưởng này, Kim Ly Hồ sẽ thất bại đau đớn hơn là cái cuộc bầu cử sơ bộ mà Kim Ly Hồ ứng cử vào dân biểu tiểu bang nữa.
bà ta mất 500 ngàn cho cái cuộc bầu cử sơ bộ tháng 6 vào dân cử tiểu bang. Bây giờ bà ta đang dấn thân, chi rất là nhiều tiền, nói những lời hoa mỹ, giả dối và xạo. Bà nói dối, nói xạo, nói láo. Thành tích của Kimberly Hồ là đã làm cho cư dân Westminster, tôi sẽ nói vào một chương trình khác, bà đã mạo nhận thành tích của người khác ở trong hội đồng thành phố thành ra thành tích của cá nhân bà. Tôi sẽ mổ xẻ cho quý vị. Xin quý vị hãy sáng suốt, bởi vì những điều tôi nói còn y nguyên trong những cái clip của các kỳ họp hội đồng thành phố. Tôi không bao giờ nói sai sự thật. Như lời của Tài Đỗ đã từng nói chúng tôi là đưa fake news, không bao giờ có fake news nha quý vị. Bởi vì các cái clip cuộc họp còn y nguyên đó, không có ai dựng được các clip đó cả. Tôi quay trở lại cái chuyện tượng đài. Vì cái sự háo thắng và tư thù cá nhân, cho nên Kimberly Hồ đã sẵn sàng bắt tay với nhóm sĩ quan Tôn Hùng, là những người chuyên môn đánh phá cộng đồng Việt Nam của chúng ta. Lâu nay họ không có ngo ngoe được, bởi vì ông Tạ Đức Chí là một người chống đối họ, giữ vững cái lập trường của cộng đồng người Việt quốc gia cùng với ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, và có thêm lá phiếu Kimberly Hồ. Cho nên cái đám sĩ quan Tôn Hùng này không ngo ngoe được. Từ ngày mà Kimberly Hồ quay lưng lại trở thành người phản bội với người Việt quốc gia, mà hai người đại diện là ông Tạ Đức Chí, ông Charlie, và trước đó chúng ta vẫn cứ tưởng Kimberly Hồ là một trong những hậu duệ, nhưng thực ra nó chỉ là một hạt giống thối, một hạt giống đã vữa từ lâu rồi, nhưng mà cái lớp vỏ bên ngoài nó chưa có mục ruỗng, nó vữa từ bên trong. Cho đến bây giờ, khi mà ba của Kimberly Hồ qua đời, thì cái hạt giống này nó vỡ toang, nó thối ra, và cộng đồng chúng ta mới thấy rõ. Thưa quý vị, thì vì cái sự vội vàng trả thù cá nhân, cho nên Kimberly Hồ xúc tiến những cái cuộc tổ chức kêu gọi tiền của đồng hương và làm tượng như vậy. Và cái việc mà Kimberly Hồ bắt tay với Tài Đỗ và Carlos Menzo là thành ba lá phiếu giật sập cái tượng đài. Trước đây họ đã đưa tay lên để đồng ý cho nhóm các luật sư xây dựng cái bia tượng đặt trong Freedom Park. Nhưng mà khi họ đặt viên đá đầu tiên, cái ngày đặt viên đá đầu tiên là cái ngày mà Kimberly Hồ hậm hực vì bà không có tên trong danh sách của những người trong ban tổ chức. Mà làm sao ở trong ban tổ chức được khi mà cái idea này, cái ban tổ chức người ta đã hình thành từ đầu, không có mặt Kimberly Hồ. Thì Kimberly Hồ muốn làm sao được. Còn cái nhiệm vụ mà đồng ý hay không đồng ý đó là nhiệm vụ dân cử. Trong khi đó Tài Đỗ và Carlos Menzo không có thắc mắc. Dù hai người này họ có không ủng hộ hay không thì họ vẫn sợ cái tiếng với cộng đồng, họ vẫn bỏ phiếu. Còn Kimberly Hồ muốn làm người hùng. Tôi nghĩ rằng Kimberly Hồ đã bị cái đám Bùi Phát, Frank Trần, Long Phạm và cái đám sĩ quan Tôn Hùng giật dây. Họ dùng những lời hoa mỹ để kích Kimberly Hồ. Cho nên vì sự nhẹ dạ, vì sự, nghĩa là sự non nớt sống xít trong chính trị, nên Kimberly Hồ đã cả tin vào họ và nghĩ rằng khi mà quay lưng lại làm kẻ phản bội với lại Tạ Đức Chí, Nguyễn Mạnh Chí, thì Kimberly Hồ sẽ trở thành người hùng. Vì Kimberly Hồ nhẹ dạ cả tin như vậy, nghĩ rằng mình sẽ trở thành yên hùng. Nhưng với góc nhìn của cộng đồng người Việt ở Little Sài Gòn này, cũng như người Việt quốc gia trên toàn thế giới, Kimberly Hồ chỉ là một nữ tặc, một kẻ phản bội với chính nghĩa quốc gia, thưa quý vị. Và vì sự nóng vội đó, cho nên họ đã xây cái tượng đài không có đúng quy trình. Họ không có theo từng bước như năm bước mà ở đầu chương trình Nhật Linh đã nói.
họ không có tìm một cái địa điểm đặt tượng trước. Cái ác là chỗ đó, cái ngu là chỗ đó, cái thảm hại là chỗ đó. Xây tượng đài mà không tìm chỗ đặt tượng trước khi bắt tay vào cái việc mời kiến trúc sư và nhà điêu khắc để làm tượng. Thưa quý vị, chính từ chỗ này, bây giờ họ đã vội vàng xây 5 ông lính rồi. Thưa quý vị, 5 ông lính cao to, cái tượng đài của họ có thể nói là còn cao to, ngang ngửa với tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ. Thì Kimberly Hồ là một con người vô thiên vô pháp. Bà ta đã từng ngồi ở trong cái nghị trình của hội đồng. Bà ta chửi ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí là mày là thằng hèn, mày là thằng hèn, mày ơi, mày ơi. Như vậy mà Kimberly Hồ với tài độ với Carlos Menzo vẫn bắt tay nhau để mà ra một cái nghị trình cảnh cáo ông Charlie, khi mà ông Charlie chỉ nói có một tiếng một, vô hèn. Quá lịch sự. Ông Charlie chỉ nói chữ vô nha, không có nói cô hay không nói mày. Còn Kimberly Hồ dùng từ mày. Quý vị nghĩ coi, một cái đại danh từ nhân xưng rất là chợ búa, rất là giang hồ, rất là đàn chị, rất là đàn anh giang hồ. Kimberly, một cái câu đó thôi đã vẽ nên một chân dung gớm ghiếc, bẩn thỉu, dơ giấy của Kimberly Hồ. Khi mà từ miệng của bà nghị Kimberly Hồ nói trong một cái cuộc họp hội đồng thành phố ở một nước Mỹ là Westminster, mà bà ta nói một người đồng viện của mình, mày hèn, hèn quá mày ơi, mày ơi. Thưa quý vị, nếu mà một ai đó vì ủng hộ Kimberly Hồ mà nói rằng, tôi đã từng nghe có người nói, vì cái đó là cái tình thương một người mẹ đối với đứa con, cho nên bức xúc quá, mù quáng quá, nói tôi không chấp nhận cái biện minh đó. Mà cái đó nó thuộc về bản chất. Mỗi một con người có một cái bản chất và cái nền tảng giáo dục. Mình đứng lên từ cái gốc rễ nào thì cái khi mà chúng ta nóng nảy nhất, sốc nổi nhất, đụng chạm đến một vấn đề nhạy cảm nhất thì cái bản chất đó nó sẽ thể hiện. Và cái bản chất đó nó mới đúng là con người thật của chính mình. Thưa quý vị, thì khi mà Kimberly Hồ bộc phát mày hèn quá mày ơi, nói ông Charlie, đồng viện của Kimberly Hồ như vậy, thì hiện Kimberly Hồ đã hiện nguyên hình là một con người vô giáo dục, không có một nền tảng giáo dục tốt và không biết tự giáo dục mình. Và cho dù bà ta có là tiến sĩ, tôi vẫn cho đó là một con người vô giáo dục và vô học. Vô học ở đây là gì? Ở cái mảng văn hóa giáo dục, bà chỉ có học về chuyên môn là tiến sĩ thôi. Nhưng mỗi một con người khi mà mình ra với cuộc đời này, với những mối quan hệ xã hội, chúng ta không có đem cái bằng về chuyên ngành để mà ứng xử. Mà cái ứng xử đó là gì? Là cái nền tảng giáo dục gia đình, cái xuất phát điểm của mỗi con người và cái phong văn hóa. Cái phong văn hóa của mỗi con người nó gồm cái gì? Văn hóa ứng xử, văn hóa giao tiếp, văn hóa sử dụng ngôn ngữ, cái văn hóa trong vốn sống của mình. Thưa quý vị, thì một câu nói đó của Kimberly Hồ nó thể hiện lên hết. Thì ông Charlie trong một cái hoàn cảnh bất ngờ bị xúc phạm đến vậy, mà cái điều đó là điều không tưởng, mà một người đàn bà, một người nữ nghị viên đối với mình như vậy, mà ông Charlie là một người rất là trực tính, khẳng khái và mạnh mẽ. Tôi có thể nói Charlie là cái mẫu người mà chúng ta có thể đặt niềm tin, bởi vì ông ta rất chính trực,
rất thẳng thắn, rất ngay thẳng. Charlie là một người không bao giờ biết nói đầu môi chót lưỡi, một người rất hòa đồng, rất bạc thiệp. Ông quan hệ với tất cả mọi giới một cách bình đẳng và trực diện đấu tranh. Charlie là một người không nhượng bộ bất bộ. Ông ta trước một người nữ nghị viên, ông ta chỉ nói đúng một câu du hèn. Thưa quý vị, như vậy mà tài đổ với Kimberly Hồ, với Carlos Menzo là ba con người này dùng ba lá phiếu của mình đã áp đảo ông Tạ Đức Chí và ông Charlie vô thiên vô pháp, làm một cái nghị trình cảnh cáo ông Charlie Chí Nguyễn. Chính vì vậy nên Kimberly Hồ quen cái thói từ ngày phản bội ông Chí Tạ, rồi tiếp sau đó họ lại làm một cái nghị trình cảnh cáo tiếp ông thị trưởng Tạ Đức Chí, vì cho rằng ông thị trưởng Tạ Đức Chí là tiếp tay cho chúng tôi, là ông Ngô Kỷ, ông Nam Quang, cô Đào Trần và tôi và một vài cô nữa là làm fake news. Thưa quý vị, không có ông Chí Tạ nào, ông Charlie Chí Nguyễn nào mà ủng hộ, hỗ trợ hay là đứng sau lưng chúng tôi để điều khiển chúng tôi làm những việc này. Chúng tôi là những người đã từng bỏ phiếu cho những vị dân cử, và khi chúng tôi thấy các vị dân cử không được, chúng tôi lên tiếng nói. Không có một ông bà dân cử nào điều khiển được chúng tôi. Xin thưa với lại quý vị như vậy. Và khi chúng tôi nói là chúng tôi chịu trách nhiệm lời nói của mình, và chúng tôi nói là dựa trên các cuộc họp của Hội đồng thành phố, thanh thiên bạch nhật, không có fake news. Nhưng mà vì cái đám này, Kimberly Hồ Tài Đỗ và Carlos Menzo, ba con người này, họ dùng ba lá phiếu áp đảo, họ chụp mũ, họ nói chúng tôi làm fake news, họ đưa ra nghị trình, họ xét rằng sẽ có một buổi chúng tôi lên cái kênh của anh Nam Quang, và tôi sẽ xét rằng Kimberly Hồ và tôi xét rằng Tài Đỗ, hai cái người ứng cử viên thị trưởng, hai vị chuẩn bị, tôi sẽ xét rằng từng người giống như các người đã xét rằng chúng tôi, nghe chưa? Tôi sẽ xét rằng trên sóng của Church Media Network. Tôi sẽ với tư cách cử tri, tôi xét rằng từng vị Kimberly Hồ và Tài Đỗ, hai ứng cử viên thị trưởng của mùa bầu cử năm nay 2022. Và tôi quay trở lại cái chuyện tượng đài. Vì cái ngu dốt của Kimberly Hồ, sự háo thắng, sự nóng vội, và lúc nào cũng mang cái tư duy là mình là trên thiên hạ, là chúa thiên hạ, là mẹ thiên hạ, bà ta lúc nào cũng muốn làm leader. Kimberly Hồ ứng cử vào dân biểu tiểu bang, chưa từng biết cái khuôn mặt của hạ viện tiểu bang như thế nào, cái không khí nghị trường ở đó như thế nào, mà dám đưa lên một cái slogan là Clean Up Sacramento. Chỉ cần một câu đó thôi thì quý vị sẽ đã thấy cái con ngựa non hấu đá Kimberly Hồ như thế nào rồi. Rồi bà ta, một người như ông thị trưởng Tạ Đức Chí, một con cưng của người Việt quốc gia ở Lido Sài Gòn, mà Kimberly Hồ, nghĩa là hồ đồ, ngu xuẩn, đưa một cái background lá cờ búa liềm để cái mặt ông Tạ Đức Chí lên, cho là ông Tạ Đức Chí là người cộng sản. Ôi trời ơi, có ai tin được đâu. Mà cái điều đó nó là con dao hai lưỡi, nó chém trở lại Kimberly Hồ, rớt bầu cử sơ bộ tháng 6 một cách thảm hại. Bây giờ Kimberly Hồ thay đổi chiến thuật, hàng tuần lên khoe mẽ bằng cấp. Thì hãy nghe tôi nói đây, hãy nghe Nhật Linh nói này, Kimberly Hồ bằng gì cũng vứt hết. Khi mà ở cái tuổi này, khi mà đã bước chân vào nghị trường, thì sự trải nghiệm và kinh nghiệm áp dụng đời sống thực tế, cái bằng tiến sĩ đem về chế nước trà uống đi, uống để mà tự ngẫm sung sướng là mình tiến sĩ. Còn hãy đem cái thực tế đời sống áp dụng vào trong nghị trường của thành phố Westminster,
Thì 2 năm qua Kim Ly Hồ áp dụng từ cái sai này đến cái sai khác. Mà hôm nay trong chương trình này tôi chỉ nói cái sai tượng đài cổ thành Quảng Trị thôi. Tôi sẽ có một cái nhiều chương trình khác từ đây cho đến ngày bầu cử. Tôi sẽ nói về chân dung Kim Ly Hồ, về trí tuệ Kim Ly Hồ, về sự háo thắng của Kim Ly Hồ. Tôi sẽ có một chương trình xét rằng Kim Ly Hồ, một chương trình xét rằng Tài Đỗ. Thưa quý vị, xin quý vị cử tri, những ai cảm thấy Nhật Linh nói đúng, xin hãy comment ủng hộ hay là góp ý kiến, phản biện. Xin quý vị thẳng thắn, Nhật Linh sẽ đón nhận hết. Nhưng xin đừng có dùng những cái từ ngữ mà sỉ nhục, vì ở đây tôi nói lên tiếng nói của cử tri. Quý vị sỉ nhục tôi thì tôi cũng sẵn sàng sỉ nhục lại quý vị. Vì tôi không có thiên vị một ai cả. Tôi chỉ nói với tiếng nói cử tri và cái góc nhìn theo cái năng lực trình độ của tôi. Thưa quý vị, vì cái chuyện mà không tìm một cái chỗ đặt tượng mà lo xây tượng trước, vì sự ngu dốt, sự háo thắng, sự hám danh, sự leader của mình, cho nên để lại hậu quả. Và Kim Ly Hồ nhiều lần yêu cầu cái ủy ban quản trị địa chính của thành phố là phải tìm cho bà ta một cái công viên để mà bà ta đặt tượng. Nhưng mà họ không có tìm ra được. Cho đến nhiều tháng rồi, và bây giờ người ta đã có Memorial Park, người ta cho đặt tượng. Thì cái nhóm Kim Ly Hồ Tài Đỗ và cái nám sĩ quan Tôn Hùng chê cái vị trí đó. Và rất là nhiều người trong cái đám sĩ quan Tôn Hùng cử người đến đề đạt trước hội đồng thành phố là đặt ở trong Freedom Park. Thì bây giờ tôi có ý kiến, tôi phản đối hoàn toàn cái việc đặt cái tượng đài cổ thành Quảng Trị mà cái nhóm này làm nên ở trong Freedom Park, vì những lý lẽ sau. Thứ nhất, ở trong Freedom Park nó đang có một tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ quá đẹp. Có thể nói là chưa có cái nơi nào mà làm cái tượng mà nó sống động, nó trung thực và nó lung linh, nghĩa là nó, mình nhìn vào cái tượng á, tôi nói với quý vị mà da gà tôi đang nổi lên, nó sống động, nó phản ánh một cái hiện thực đầy cảm xúc. Thưa quý vị, một cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ, tôi phải nói rằng là tôi rất là biết ơn những người đi trước đã xây dựng cái cụm tượng đài đó, cái ban tổ chức đó, cái ban xây dựng đó. Tôi ngàn ngàn vạn lần biết ơn. Quá đẹp, quá lung linh, quá thiêng liêng. Và trong một cái khoảng không gian đất nhỏ hẹp như vậy, chỉ duy nhất một cái tượng đài đó thôi. Không thể có một tượng đài thứ hai mà có chiều cao ngang ngửa như vậy. Cho nên cái tượng đài cổ thành Quảng Trị của các ông bà này không thể ở trong đó được, vì cái diện tích Freedom Park quá nhỏ. Mà lẽ ra trước đây thì cái bia tượng tái chiếm cổ thành Quảng Trị nằm trong đó, thì nó sẽ có một cái tượng đài chiến sĩ Việt Mỹ cao vút, và chung quanh ở dưới đất này có ba cái bia tượng đẹp biết bao nhiêu. Đối với tôi, đối với Nhật Linh, cái Freedom Park đó nó như là trái tim tổ quốc của người Việt quốc gia ở Lido Sài Gòn này. Đó là một cái nơi để chúng ta hoài niệm về một thời Việt Nam Cộng Hòa. Những lúc chúng ta vui nhất, chúng ta đến nơi này để chia sẻ niềm hạnh phúc của từng công dân Việt Nam Cộng Hòa với các vong linh quân dân cán chính. Những lúc chúng ta buồn nhất, chúng ta đến đó như chúng ta được chia sẻ, chúng ta được tựa vào để mạnh mẽ hơn, để tiếp bước cuộc sống này. Mỗi lúc chúng ta bước vào Freedom Park như là chúng ta về lại cái ngôi nhà thân thương của người mẹ quê hương của chúng ta. Nhưng Kim Ly Hồ, Tài Đỗ, còn Caleb Benzo thì là người mẹ, tôi không nói ở đây. Hai con người Việt Nam này là tội đồ
của người Việt quốc gia ở Lý Đô Sài Gòn này và trên khắp thế giới. Mà đầu sỏ là Kim Lý Hồ. Chính Kim Lý Hồ đưa ra cái lá phiếu của mình cùng với Tài Đỗ và Kelos Menzo để đủ 3 lá phiếu giật sập cái bia tượng của nhóm luật sư Trần Thái Văn và Nguyễn Quốc Lân, không được đặt tượng ở trong Freedom Park. Và đồng thời Kelos Menzo đã đưa ra một cái idea cùng với những người Mỹ bản xứ là họ nói chấm dứt người Việt Nam không được làm tượng nữa ở Westminster này. Thưa quý vị, cái điều đó là tội đồ ngàn năm không bao giờ rửa được của Kimberly Hồ. Tôi xin các cử tri của Westminster hãy ghi nhớ cái điều này. Kimberly Hồ là tội đồ. Sự phản bội của Kimberly Hồ để trả thù cá nhân ông Tạ Đức Chí và ông Charlie Chí Nguyễn, giật sập tượng đài, cái bia tượng cổ thành Quảng Trị không được đặt ở trong Freedom Park ngay cái sau cái ngày người ta đặt viên đá đầu tiên, nó là dẫn cho một cái nghị trình bây giờ ở trong cái hội đồng mà xây dựng tượng đài, người ta đã ra nghị quyết là từ đây là chấm dứt, không có xây bia tượng gì nữa cả, không có bia cũng không có tượng, không có gì hết. Quý vị có thấy không? Cái đây là tội đồ. Kimberly Hồ là tội đồ số 1 và Tài Đỗ là tội đồ số 2 đối với người Việt quốc gia trên khắp thế giới này nói chung và ở Lý Đô Sài Gòn này nói riêng. Thưa quý vị, quý vị phải nhớ điều này để gạt hai cái tên này ra khỏi hội đồng thành phố Westminster vào kỳ bầu cử sắp tới đây, tháng 11. Thưa quý vị, và bây giờ đây Kimberly Hồ chỉ đạo thẳng cái mặt của những người trong ủy ban quản lý địa chính là phải tìm cho Kimberly Hồ một miếng đất để đặt tượng, thì họ đều lơ và nói không có, bởi vì người Mỹ người ta không đồng ý. Và nhiều cuộc họp diễn ra, Kimberly Hồ gợi ý chỗ này, chỗ nọ, chỗ kia. Thậm chí Tài Đỗ còn đưa ra một cái idea là dẹp cái nhà lục giác hay nhà bát giác gì đó ở cái công viên trong thành phố, mà cái nơi đó là những người già người ta tụ họp để người ta chơi cờ tướng, người ta chơi domino. Thì Tài Đỗ là một nghị viên Việt Nam mà ông ta phát biểu trong cuộc họp là cái nhà đó chỉ là cái nơi mà để cho mấy người đó chơi cờ bạc. Quý vị nghe có được không? Phát biểu vô tội vạ, nói xấu cử tri như vậy. Những người già người ta chơi domino, người ta có thể chơi cái gì đó chơi mà, nhưng mà đâu có phải là cờ bạc quý vị. Các người già người ta chơi cho vui, người ta chơi để cho đầu óc người ta minh mẫn, người ta chơi bingo để cho cái trí nhớ người ta được hoạt động. Mà một nghị viên mà có tầm nhìn một cách độc ác, nhìn độc ác và cá nhân như vậy, Tài Đỗ kêu là dẹp cái nhà bát giác đó đi để mà xây tượng đài chỗ đó, vì cái nhà đó chỉ để cho mấy người đó tới cờ bạc. Quý vị nghĩ một nghị viên mà phát ngôn trong một cái cuộc họp hội đồng thành phố một cách vô trách nhiệm, đầy tội lỗi như vậy thì có xứng đáng để làm người nghị viên hay không? Mà bây giờ Tài Đỗ còn ứng cử thị trưởng thành phố, thưa quý vị. Và cái việc đến bây giờ, cái cuộc họp mới đến nhất ngày thứ tư, hôm nay là thứ bảy, thì Kelos Menzo bây giờ đã quay lưng lại với Tài Đỗ và Kimberly Hồ. Kimberly Hồ muốn chọn cái park là Kimberly Hồ với Tài Đỗ muốn cái park là Tony Lâm, hay là đặt ở trong Westminster Park ở góc đường Magnolia với đường Hazel. Thì Menzo gạt hết. Mà tôi cho rằng nghị viên Kelos Menzo gạt là hợp lý. Hợp lý. Mặc dù tôi là người Việt Nam, tôi nói với quý vị này, tôi không có phải là phản đối Kimberly Hồ với Tài Đỗ mà phản đối cái việc dựng tượng đài đâu quý vị. Tôi rất mừng luôn nếu mà có chỗ dựng. Nhưng mà vì sao? Vì họ làm không đúng quy trình. Họ không có chọn được cái địa điểm trước khi dựng tượng. Họ xây một cái tượng nó quá to, nó quá nặng,
thì đối với những cái park trong thành phố này không có còn chỗ nào để chứa cái đó, ngoại trừ cái Memorial Park. Còn mấy cái park xung quanh này không có chỗ để mà dựng cái tượng cao to như vậy. Đó là cái sai của họ. Cho nên thưa với lại quý vị, và bây giờ Kim Video trong cuộc họp chỉ thẳng mặt với Menzo, nói rằng là tụi tao đã từng bảo vệ mày, chúng nó là chửi mày, đồ treo hình mày khắp nơi, record mày, chúng tao bảo vệ mày mà sao bây giờ mày cũng đứng về phía tao. Quý vị thấy không? Rất là cá nhân. Và Carlos Menzo chỉ thẳng mặt Kim Lồ, nói thẳng luôn, ông ta không có ngại là bị record, không bị gì hết. Ông ta không đồng ý là không đồng ý. Và tôi nghĩ dạy gì mà Carlos Menzo đứng về phía Kim Lee Hồ tài đổ, khi mà vừa rồi Kim Lee Hồ thất bại nặng nề trong tháng 6. Và bây giờ người Mỹ rất là phản đối cái chuyện tượng đài cổ thành Quảng Trị của Kim Lee Hồ và nhóm sĩ quan tôm hùm. Bởi vì sao? Một cái tượng đài quá to, quá to. Quý vị, cái đó là sự ngu dốt, sự sai lầm trầm trọng. Cho nên không ai chấp nhận được. Cho nên bây giờ tôi là người Việt Nam, người Mỹ gốc Việt, tôi không thể binh vực như vậy được. Vì tôi binh vực như vậy là tôi tự sỉ nhục tôi. Tôi phải vì cái chung. Mình đang sống trên đất Mỹ, thưa quý vị, mình là công dân Mỹ. Còn cái nguồn gốc mình là Việt Nam, không phải bất chấp cứ gì là Việt Nam là mình phải ủng hộ, không phải đâu quý vị. Vì cái tượng đài đó nó quá to, vì sự ngu dốt của mấy người này. Nếu như họ làm một cái tượng đài vừa phải, tôi ủng hộ liền. Tôi không có màng vì đó là cái nhóm Kim Lee Hồ, thưa quý vị. Vì đó là cái tượng đài của người Việt Nam Cộng Hòa chúng ta. Nhưng vì cái tượng đó nó quá to, quá lớn, nó không có chỗ để phù hợp. Nó làm tức mắt, phải nói là như vậy. Về mặt mỹ thuật nó làm tức mắt, nó tức cái tầm nhìn của mọi người. Nó không có chỗ để mà để đó, ngoại trừ cái chỗ Memorial Park. Và bây giờ Kim Lee Hồ dí ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, buộc ông Charlie là phải đứng về phía Kim Lee Hồ với tài đổ. Ý Kim Lee Hồ nói rằng nếu mà ông Charlie mà không bỏ phiếu yes thì có nghĩa là ông ta không vì Việt Nam, thì cộng đồng Việt Nam đừng nên bầu ông ta làm thị trưởng. Thì quý vị thấy cái thâm độc của Kim Lee Hồ là vậy. Nên hôm nay tôi muốn nói nè, ông Charlie, ông hãy nghe tôi nói nè, ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, ông đừng có vì con Kim Lee Hồ nó dí ông như vậy mà ông sợ cộng đồng chúng tôi quay ngược lại không bỏ phiếu ông. Ông phải nhận thức cho đúng là cái tượng đài đó có thể dựng được ở cái park nào đó hay không. Ông cảm thấy đúng thì ông yes, ông cảm thấy không đúng ông cứ no. Và cử tri chúng tôi rất sáng suốt. Ông Charlie, ông nghe tôi nói nghe chưa ông Charlie? Chúng tôi là những người hiểu biết. Và tôi xin thưa với quý vị là hiện nay giữa cử tri người Mỹ bản xứ và cử tri người Mỹ gốc Việt đang có cái mâu thuẫn vô hình. Vì trong cái cuộc họp hội đồng thành phố ngày thứ tư vừa rồi, rất là nhiều người cử tri Việt Nam đến đề nghị là cho cái tượng đài đó vô Freedom Park. Trong khi đó người Mỹ người ta phản đối không có ở trong cái park nào hết. Giữa hai cái khối công dân Mỹ bản địa và công dân Mỹ gốc Việt đang đối đầu nhau đó, thưa quý vị. Có phải là tội đồ là Kim Lee Hồ và tài đổ không? Mà đứng đầu là Kim Lee Hồ. Cho nên tôi nói với quý vị phải sáng suốt minh mẫn để chúng ta được người Mỹ bản xứ tôn trọng. Đừng có gây ra sự mâu thuẫn, sự hiềm khích không đáng có vì cái câu chuyện của Kim Lee Hồ, tài đổ và cái nhóm sĩ quan tôm hùm. Và tôi hy vọng rằng ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí, ông sẽ sáng suốt để ông làm sao dung hòa được cái nhận thức của người Mỹ bản địa, các sắc dân khác và người Mỹ gốc Việt của chúng ta. Ông Charlie, tôi hy vọng rằng ông sẽ là cái người trung gian mạnh mẽ, sáng suốt. Và tôi xin quý vị, tôi sẽ dừng câu chuyện ở đây và tôi sẽ gặp quý vị vào những chương trình sắp tới để tôi nói nhiều hơn. Và Kim Lee Hồ đã hẹn 2 tuần nữa sẽ họp. 2 tuần nữa sẽ tiêu tiền của chúng ta mỗi một cuộc họp là triền miên, rất
là nhiều thời gian, tốn tiền, tốn giấy mực, tốn công sức của nhiều người. Cũng chỉ vì cái sự háo thắng, hám danh, sự trả thù nhất mực của bà Nghị Kim Ly Hồ, ứng cử viên thị trưởng Westminster. Thưa quý vị, xin quý vị hãy nhớ. Xin chào quý vị, xin chúc khỏe, sức khỏe tất cả mọi người. Và chúng ta sẽ cùng gặp lại nhau trong những chương trình sắp tới trên Just Media Network. Xin cảm ơn Nam Quang đã cho Nhật Linh có một số thời gian để hầu chuyện với các cử tri